Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra giải quần vợt họ Phan toàn quốc tranh cúp kinh tế lần thứ 3 2023. Hoạt động không chỉ gắn kết những người đam mê bộ môn quần vợt mà còn là hoạt động thể thao hướng đến kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thống nhất đất nước và quốc tế lao động 1 tháng 5. Doanh nhân Phan Thị Thanh Truyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Tế, một công ty với thế mạnh trong lĩnh vực năng lượng, người con ưu tú của quê hương Duy Thu, Duy Xuyên, vinh hạnh là nhà tài trợ chính của giải quần vợt họ Phan mở rộng toàn quốc lần thứ 3 năm 2023. Chị Truyền cho rằng, cộng đồng người Quảng Nam mang họ Phan có mặt ở khắp nơi và đang ngày đêm lao động sản xuất, tạo nên nhiều thành tựu cho đất nước. Nhân dịp này, con cháu dâu rể của dòng họ Phan hội tụ tại thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò là vận động viên thông qua bộ môn quần vợt để gắn kết, thúc đẩy tinh thần rèn luyện sức khỏe. Tôi rất là tự hào khi là mà mong dân tộc là họ Phan, cũng rất là vinh dự khi mà tài trợ cho giải họ Phan toàn quốc cúp kinh tế. Ngày hôm nay tổ chức cái giải tennis như thế này thì cũng tạo ra một cái môi trường để mà anh em đoàn kết. Với nội dung thi đấu đôi nam và đôi nam nữ, 24 cặp thi đấu vòng tròn và 24 cặp thi đấu loại trực tiếp theo luật của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, giải năm nay thu hút hơn 200 vận động viên tham gia. Không chỉ họ tộc Phan là người Quảng Nam mà còn mở rộng họ tộc Phan ở các tỉnh khác và các khách mời dòng họ bạn. Với cái sự kiện đặc biệt như này thì rất mong muốn là họ Phan sẽ ngày càng đoàn kết trên mọi lĩnh vực để chúng ta làm sao là ngoài cái truyền thống duy trì những cái về nguồn, những cái giúp đỡ cho họ tộc và con em phát triển và noi gương các vị lãnh đạo của chúng ta đã từng có công lao với đất nước như bác Võ Văn Kiệt, bác Phan Văn Khải và đặc biệt là đang hướng tới một cái kỷ niệm là ngày thành lập nhà thờ của Thượng Thế Tổ họ Phan Tây Nhạc Đại Vương tại Hà Bắc, Hà Trung của Thanh Hóa. Thì đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Trong đêm gala trước khi diễn ra phần trao giải, nhiều tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa, vùng miền từ Bắc vào Nam được thể hiện từ chính các vận động viên. Và đặc biệt giải được tổ chức trùng với ngày sinh nhật của nhà tài trợ chính, nên Kintec đã dành tặng các phần thưởng có giá trị cho các vận động viên. Đó là bộ 20 cúp Kintec được mạ vàng 4 số 9. Điều này chưa có trong tiền lệ ở các giải đấu quần vợt trước đó. Nói tới cúp mạ vàng á, thì vàng á, nó tượng trưng cho một cái ánh lửa. Nói tới vàng là nó nói tới một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào, tích cực. Thì trong tình yêu cũng vậy, thì khi mà đám cưới á, thì ba mẹ hai bên hay là họ hàng họ thường trao cho nhau những cái những chỉ vàng hay là những cái trang sức bằng vàng. Họ cũng chỉ mong đó là tạo cho con họ kêu xa cho đám cưới, cũng giống như mong một con được hạnh phúc, được may mắn. Thì ngày hôm nay thì những cái cúp mạ vàng thì cũng không gì hơn, tôi cũng mong mỏi là mang đến một cái năng lượng rất là tích cực. Thì cũng như là mong mỏi là dòng họ Phan của chúng ta luôn luôn được đoàn kết, giàu có, thịnh vượng. Tất cả các vận động viên ở hai nội dung trình A và trình B thi đấu với một cái sự nỗ lực và sự cống hiến rất là hay ở trên sân với những cái trận đấu rất là kịch tính. Bản thân em đây thì là ngày hôm nay cũng không có may mắn để lấy được chiếc cúp, nhưng mà mình cũng rất là vui và xin chúc tất cả các vận động viên chúng ta ngày hôm nay, những người đã là những chiến binh xuất sắc để có được chiếc cúp vàng đầu tiên. Nói chung là đây là một cái bộ cúp vàng mà được tài trợ, là cái bộ môn thi đấu phong trào chưa có ai có cái bộ cúp vàng nào hết. Thì đây nó cũng là một cái vinh dự cho những người nào được nhận chiếc cúp này. Ông Phan Thanh Nam, con trai thứ hai của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, tên thật là Phan Văn Hòa, cho rằng bộ môn quần vợt là một trong những bộ môn thể thao được cố thủ tướng tiên phong mang đến Việt Nam từ các nước phát triển, với mong muốn thể thao nước nhà hòa cùng nhịp phát triển với xu hướng của thế giới. Giải quần vợt họ Phan lần thứ 3 tranh cúp Kintec cũng là dịp thành kính tri ân tổ tiên của đồng tộc họ Phan đối với vị Thượng Thế Tổ, ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương. Lúc này là hội đồng họ Phan Việt Nam đang có một cái sinh hoạt chính trị rất lớn. Đó là việc cùng nhau thảo luận xem là đúc cái tượng của người Thượng Thế Tổ của họ Phan Việt Nam nó là như thế nào. Bởi vì theo truyền thuyết và theo những cái dân gian thì có hình tượng nhưng mà không có hình thể. Vào những ngày lễ như này thì câu lạc bộ cũng như là hội đồng họ Phan sẽ tổ chức cái giải này để nhằm thu hút nhiều các cái
các cái thành viên họ fan mới, và cũng một cái mục tiêu cũng không phải là nhỏ, nhưng mà cũng không nghĩa là không có tham vọng, đó là tạo ra một cái giải có danh giá. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp vàng Kinh Tech giải vô địch cho cặp vận động viên Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Ngọc Quang, Trình B và cặp vận động viên Phan Chí Trí, Phan Quốc Việt nhận cúp vàng vô địch Trình A. Thông qua giải đấu, đồng họ Phan toàn quốc cùng nhau đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, hướng về quê hương qua các hoạt động xã hội vì cộng đồng, lan tỏa với bạn bè trên cả nước về truyền thống văn hóa, tiềm năng và thành tựu kinh tế xã hội của họ Phan Việt Nam.